Xin chào anh Nguyễn Thế, Rock ở Hải Dương. Hey. Nguyễn Thế Rock Hải Dương. Hôm nay em làm video này để test cái mạch 420W mono này cho anh. Thì sản phẩm này bên em để lại để làm bộ lọc cháu. Đấy. Thì anh mua này về mục đích để làm lọc cháu. Cái nguồn này là cái nguồn 24V đôi. Đây thì cũng muộn rồi. Bên em cũng chuẩn bị để đóng hàng. Thì anh đặt bên em cũng nhiều sản phẩm, nhưng ở đây em chỉ test mình cái mạch mono này thôi, tại vì tất cả các cái sản phẩm trên cũng bên em đã có video test tổng hết rồi. Anh về nhà mà không hiểu kết nối chỗ nào thì cứ alo bên em để bên em hỗ trợ anh kết nối nhé. Và em sẽ sử dụng một cái lọ full bát 25 của bên em để test sản phẩm cho anh. Và cái sản phẩm này nó định alo. Rồi. Huy ơi, xuống chú hiệu à? Ok. Bây giờ mà sẽ kết nối nguồn lạnh lên nhá. Đấy, đèn sáng quạt quay. Ổn chưa? Và bây giờ em sẽ sử dụng đây, giặc cái của anh luôn. Và em lấy cái một cái thiết bị Bluetooth. Anh mua thứ nhất này, sản phẩm thứ nhất này là một cái giặc cái, giặc AV cầm giặc cái. Thứ hai là một cái mạch giải mã Bluetooth có ký hiệu là đầu tháng mất cái đồ chí nó chia E17 hay F17 đó. Và một cái mạch chỉnh âm sắc 12V đôi V1. Đây, một cái mạch mic 12V đôi V1 và một cái xích đạn. Thì cái này nó ghép cũng đơn giản thôi, anh về anh chỉ việc kết nối nguồn nó vào nó thôi và kết nối tất cả cái tín hiệu vào đây. Và bây giờ em sẽ lấy một cái bành nhé, sử dụng một cái bật lửa tốt rồi nhạc. Thì em lấy bài nhạc này
Bây giờ mà tháo ra, anh giấu ký hiệu để đóng hàng cửa hàng cho anh sử dụng nhé. Cái này em test nhanh thôi, tại vì đến giờ đóng hàng rồi nên không test lâu cho anh được. Nếu như mà còn thời gian là bên em sẽ ráp luôn tất cả các cái mạch này cho anh này. Đấy. Đấy thì sản phẩm này em sẽ để như thế này luôn cho anh nhé. Bây giờ em đánh dấu ký hiệu lên cho anh. Trên đây là cái ký hiệu sản phẩm của anh này. Đây, anh chịu khó nhìn tí nhá, tại vì cái này nó mịn, nó màu đen. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của bên em. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.